Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin nóng. Và chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Hà Nội lo ngại quá tải các bệnh viện tuyến cuối điều trị F0 khi số ca mắc tăng mạnh. Chốt kiểm soát tưởng chỉ là dĩ vãng lại tái xuất hiện. Bắc Giang thêm 202 ca mắc COVID-19, phấn đấu dập dịch trong 7 ngày tới. Bộ Y tế xem xét cấp sổ đăng ký thuốc điều trị COVID-19 Made in Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn kiểm tra đột xuất việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Hà Nội lo ngại quá tải các bệnh viện tuyến cuối điều trị F0 khi số ca mắc tăng mạnh. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ngày 4 tháng 1, toàn thành phố ghi nhận 2.578 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 700 ca cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục tại thủ đô Hà Nội và đứng đầu cả nước. Cũng trong ngày, Hà Nội đã ghi nhận 10 ca tử vong. Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, từ ngày 11 tháng 10 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 53.377 ca mắc, trung bình 606 ca một ngày, trong đó 18.135 ca ngoài cộng đồng, chiếm 33,97%, 30.015 ca tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú, chiếm 56,23%, 5.183 ca tại khu phong tỏa, 9,71%, 44 ca nhập cảnh, chiếm 0,09%. Hiện Hà Nội có hơn 33.000 bệnh nhân F0 đang được điều trị theo dõi, trong đó tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 121 trường hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 215 trường hợp. Cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.633 người, cơ sở thu dung quận, huyện 5.334 người. Trường hợp F0 theo dõi cách ly tại nhà 23.669 người. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27 tháng 4 đến nay có 196 người. Trước số ca bệnh liên tục đứng đầu cả nước những ngày vừa qua, trao đổi với báo chí sáng ngày 5 tháng 1, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết hiện bệnh viện đang điều trị cho 150 bệnh nhân nặng. Bệnh viện có thể điều trị tối đa 530 người, với số điều trị như hiện nay đang trong khả năng của bệnh viện chúng tôi, bởi ngoài đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn hỗ trợ thêm nguồn nhân lực từ y tế từ Bệnh viện Sanh Pôn và một số bệnh viện khác. Tuy nhiên, việc số ca tăng nhanh đồng nghĩa với đó, tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng. Chúng tôi lo ngại nếu ca mắc tăng như hiện nay sẽ là quá tải cho lực lượng y tế. Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói thêm, về trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân F0 nặng hiện chúng tôi không thiếu thốn. Tuy nhiên về lâu dài cũng lo ngại bởi ca bệnh tăng liên tục. Trước tình hình dịch tăng mạnh như hiện nay, chúng ta cần làm sao hạn chế lây lan, bởi nếu sự lây lan tăng lên, dịch bệnh tăng lên, các trường hợp F0 nặng nguy kịch chủ yếu là người chưa tiêm vaccine, người cao tuổi và người có bệnh nền. Chúng ta phải chú trọng vào những trường hợp này. Nhân viên y tế quá vất vả khi điều trị F0. Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, theo quy định, thành phố và Sở Y tế giao cho Bệnh viện Thanh Nhàn 300 giường điều trị F0, trong đó 250 giường ICU, 50 giường cho bệnh viện mức độ trung bình. Hiện tại, Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 165 trường hợp F0, trong đó gần 70 bệnh nhân nặng. Hiện tại, bệnh viện chưa quá tải bởi số giường bệnh vẫn đáp ứng trong điều trị F0. Tuy nhiên, Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện tầng 3, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, nhân viên y tế quá tải, vất vả. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, trước việc ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mỗi ngày, ngành y tế thấy rằng phải phân tải được bệnh viện điều trị tại nhà. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi phân luồng và phân tuyến đúng sẽ giúp giảm tải hệ thống y tế. Đồng thời, Hà Nội đã thực hiện tiêm chủng đạt tỷ lệ rất cao và hiện đang tiếp tục thực hiện tiêm phủ mũi 3 cho toàn bộ người dân và tiêm mũi nhắc lại cho người suy giảm miễn dịch. Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng cũng như việc người dân tiêm đủ 2 mũi thì 90% người bệnh sẽ nhẹ, không có triệu chứng và những người bệnh này chỉ là những người nhiễm thôi. Ngành y tế bắt buộc phải phân tầng điều trị tại nhà chứ không đi đến hết bệnh viện. Cụ thể, hệ thống y tế sẽ thực hiện điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện khoảng 8-10%, còn 90% bệnh nhân điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, ngành y tế thủ đô hiện đã kích hoạt 8.000 giường bệnh dành cho những người có dấu hiệu từ trung bình trở lên và đưa vào tất cả các tuyến điều trị. Các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện chuyên gia, đa khoa đều tham gia điều trị COVID-19. Chốt kiểm soát tưởng chỉ là dĩ vãng lại tái xuất hiện. Thưa quý vị,
một bài trên Lao Động đã dùng một chữ bắt trong ngoặc kép rất hay để nói về chuyện chính quyền xã Triềng Yêng, huyện Vân Hồ bắt người dân đi làm ăn xa phải về trước Tết tận 22 ngày. Ông chủ tịch xã giải thích mục đích là để theo dõi sức khỏe, cách ly y tế kịp thời. Nếu theo lịch thì phải 27-28 Tết người dân mới được nghỉ, thời gian theo dõi sức khỏe ngắn, trong khi mọi người lại đi chúc tụng khắp nơi, nguy cơ bùng phát dịch sẽ lớn. Nếu công văn này mà không được dỡ bỏ, 122 lao động ngoài tỉnh của xã sẽ mất 3 tuần của tháng chỉ để tuân thủ quy định chống dịch. Nếu chính quyền xã nào cũng như Triềng Yêng, có nghĩa là cả nước sẽ ngay và luôn khỏi làm ăn gì hết, nghỉ ăn Tết luôn từ bây giờ. Nói câu chuyện giả thiết để thấy một chính sách từ chính quyền có sự tác động rất lớn, không thể cứ thích là làm, dẫu nhân danh chống dịch hay bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân. Cũng ở Sơn La, hôm qua báo Lao Động đã ghi nhận hình ảnh đoàn hàng trăm ô tô phải xếp hàng nhiều km chờ đợi tới 2 tiếng đồng hồ làm thủ tục khai báo y tế để có thể vào thành phố Sơn La. Cái đáng nói là ngay bên tấm biển, giữ khoảng cách an toàn 2 mét, người dân xúm xít khai báo. Điều đáng ngạc nhiên ở chốt kiểm soát này vẫn thực hiện khai báo giấy, đúng nghĩa bút mực và giấy. Dù chúng ta đã có đủ thứ app khai báo y tế điện tử, nhưng cái đáng nói nhất là hình thức chốt kiểm soát buộc người dân phải khai báo vẫn đang tồn tại cho dù nghị quyết 128 đã được ban hành từ tháng 10 năm ngoái. Đành rằng quản lý, sự thay đổi theo nghị quyết 128 cũng là một thách thức lớn. Thách thức ấy không chỉ là tâm thế, xác định chấp nhận rủi ro nhất định khi giao lưu tiếp xúc nhiều. Thách thức ấy còn là sự thay đổi trong tư duy của quan chức địa phương giữa chống dịch và phát triển kinh tế, giữa lợi ích cái ghế của riêng mình và của người dân, của địa phương, của cộng đồng. Nghị quyết 128 là một nghị quyết mở cho các địa phương, doanh nghiệp, đồng thời cũng là một nghị quyết tiếp tục điều chỉnh theo thực tế cuộc sống đặt ra, nhưng nó không thể mở nếu tư duy bên dưới vẫn đóng chặt. Bắc Giang thêm 202 ca mắc COVID-19, phấn đấu dập dịch trong 7 ngày tới. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Bắc Giang, đến 16 giờ ngày 4 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 202 ca mắc mới COVID-19, trong đó 72 ca F0 phát hiện qua khám sàng lọc tại cộng đồng, doanh nghiệp và trường học. Thành phố Bắc Giang 2 ca, huyện Lạng Giang 7 ca, huyện Việt Yên 1 trường hợp và 40 ca khác trong khu công nghiệp. Ngoài ra, tại các khu cách ly ghi nhận 80 ca F0 liên quan đến các chùm ca bệnh trước đây và 50 F0 là người đi từ vùng dịch về. Chiều 4 tháng 1, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch PCD COVID-19 tỉnh tại hội nghị trực tuyến 3 cấp tỉnh, huyện, xã về công tác PCD COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, dịch đã vào sâu trong địa bàn tỉnh và đối diện với các ổ dịch nguy hiểm, đó là các trường học trong thành phố Bắc Giang và ổ dịch tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngoài ra, các trường hợp đi về từ vùng dịch, tỷ lệ dương tính cao, trong khi đó quản lý đối tượng này chưa chặt chẽ, đặc biệt là quản lý các trung tâm Anh ngữ, dẫn đến hậu quả lớn. Nguyên nhân từ công tác lãnh chỉ đạo chưa quyết liệt, còn chủ quan chưa thực hiện nghiêm quy định về PCD, quản lý người nước ngoài, tư tưởng chủ quan của người dân còn tập trung ăn uống đông người. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng người đi lại làm ăn buôn bán tăng đột biến. Đây là thời điểm dịch dễ xâm nhập vào địa bàn. Chính vì vậy phải quản lý chặt chẽ không để dịch xâm nhập vào cơ quan nhà nước, cộng đồng dân cư. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp các ngành chấn chỉnh công tác lãnh chỉ đạo, quyết liệt ngăn chặn dịch, đặt quyết tâm cao. Phải khống chế bằng được đợt dịch này, trong 7 ngày tới thành phố Bắc Giang khu công nghiệp phải dập dịch, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo đón Tết an toàn. Xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên số 1 cần tập trung thực hiện, tiếp đó tập trung xử lý nhanh các ổ dịch hiện có. Liên quan đến ổ dịch trong khu công nghiệp, cần chấn chỉnh công tác quản lý các nhà thầu sử dụng lao động trong doanh nghiệp khi chưa tiêm vaccine phòng dịch. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện đưa vào sử dụng khu thu dung điều trị F0 triệu chứng nhẹ. Ngành y tế và các địa phương thực hiện thí điểm điều trị F0 tại nhà, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện lâu dài. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm củng cố hệ thống tổ COVID cộng đồng, chuẩn bị lực lượng hỗ trợ hoạt động của trạm y tế lưu động, cần thiết huy động tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên y tế nghỉ hưu tham gia chống dịch. Các cơ chế hình thành các cụm 3 đến 5 xã sẵn sàng huy động lực lượng tương trợ giữa các địa bàn, nâng cao hiệu quả chống dịch. Bộ Y tế xem xét cấp số đăng ký thuốc điều trị COVID-19 Made in Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 5 tháng 1, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký 4 loại thuốc chứa hoạt chất Monopiravir cho 4 công ty dược trong nước. Ngoài ra còn 6 đơn vị đang bổ sung hồ sơ để được xem xét vào đợt sau. Trước đó, 10 công ty dược nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Monopiravir. Kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc Monopiravir. Bộ Y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 8 năm 2021. Hiện nay đã mở rộng triển khai tại 51 địa phương có dịch trong toàn quốc, phân bổ hơn 300.000 liều. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir tại 22 tỉnh thành cho thấy thuốc Monopiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Trước đó, Nghị quyết số 12/2021 về cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2021, trong đó quy định nội dung về việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19. Cụ thể, đối với các thuốc mới có chỉ định điều trị COVID-19 sản xuất trong nước, nếu có cùng dạng bào chế, đường dùng, hàm lượng với thuốc đã được một trong những cơ quan quản lý dược nghiêm ngặt cấp phép, thì Việt Nam cho phép miễn nộp hồ sơ nghiên cứu lâm sàng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành. Đây được xem là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn kiểm tra đột xuất việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký ban hành văn bản khẩn về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh mua sắm các loại test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, nhằm tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19, trong đó tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành để thanh kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19 tại một hoặc một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời phối hợp hỗ trợ theo dõi đôn đốc các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan, tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh test, kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, tránh trùng lặp, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức cá nhân là đối tượng kiểm tra. Giao Sở Y tế có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc rà soát về quy trình thủ tục mua sắm, về chất lượng, giá, tư cách pháp nhân theo đúng quy định của pháp luật, tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm, thực hiện sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, test kit xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo khoa học, đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát. Tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố năm 2022, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng chống dịch, đặc biệt là các loại test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm. Ủy ban Nhân dân cũng giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố và các cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan thuộc sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả việc triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố, nhất là đối với thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Cục Hải quan thành phố tăng cường kiểm tra kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc các hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, bao gồm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, test kit xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế. Chỉ đạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn quản lý, giám sát việc vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng miễn phí cho mọi người dân, không được thu bất cứ khoản phí nào trong tiêm chủng. Thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, tránh lạm dụng lãng phí, gây thất thoát test kit, trang thiết bị, vật tư y tế, xử lý khắc phục ngay những tồn tại liên quan đến công tác phòng chống dịch, nhất là việc tổ chức xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19.